Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Mở đầu sẽ là những thông tin chính. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự các phiên họp hẹp về các vấn đề quốc tế và khu vực mà các bên cùng quan tâm. Bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 tại thủ đô Jakarta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp xúc song phương với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ngày 8 tháng 5, đồng chí Đinh Thiếu Hinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 13 thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Hòa Bình đã tiếp xúc cử tri tại huyện vùng cao Kỳ Sơn. Sáng ngày 8 tháng 5, Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono đã gặp Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và Thủ tướng Campuchia Hun Sen để thảo luận về tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước này. Cuộc gặp này được kỳ vọng là bước tiến trong giải quyết xung đột hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, cuộc gặp đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá mới nào. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự các phiên họp hẹp về các chủ đề liên quan đến quan hệ đối ngoại của ASEAN, cộng đồng ASEAN trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu, các vấn đề quốc tế, khu vực và vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại phiên họp về quan hệ đối ngoại của ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí cho rằng quyết định mở rộng hội nghị cấp cao Đông Á có ý nghĩa hết sức quan trọng, đưa tiến trình cấp cao Đông Á sang một giai đoạn phát triển mới, là một bộ phận khăng khít của cấu trúc khu vực và sẽ đóng góp tích cực cho việc đảm bảo và thúc đẩy hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển ở khu vực. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của cấp cao Đông Á, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN nêu rõ cần khẳng định lại những mục tiêu, nguyên tắc, thể thức và ưu tiên của cấp cao Đông Á đã được ghi trong hai văn kiện nền tảng là tuyên bố Kuala Lumpur và cấp cao Đông Á năm 2005 và tuyên bố Hà Nội kỷ niệm 5 năm thành lập cấp cao Đông Á năm 2010. Về chủ đề cộng đồng ASEAN trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu, các nhà lãnh đạo ASEAN cho rằng ASEAN cần tham gia tích cực và chủ động hơn vào các công việc chung của khu vực và thế giới. Để thực hiện những mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ASEAN cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy nỗ lực và dành ưu tiên và nguồn lực cao nhất cho mục tiêu xây dựng cộng đồng cũng như cho các vấn đề ưu tiên của khu vực, mở rộng quan hệ đối tác và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị ASEAN cần tích cực tham khảo, chia sẻ thông tin và phối hợp lập trường trên những vấn đề mà các nước ASEAN cùng quan tâm trên cơ sở đồng thuận, tăng cường hơn nữa hiệu quả của các cơ chế phối hợp hiện có, nhất là cơ chế của các ủy ban ASEAN tại các trụ sở của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế, cũng như ở nước thứ ba, để có thể phát huy tiếng nói và phản ánh lập trường chung của ASEAN tại các diễn đàn này. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhất trí rằng hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông, trong đó có vấn đề an ninh và an toàn hàng hải là lợi ích chung của tất cả các nước. Các tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông cần được giải quyết giữa các bên liên quan bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Để đảm bảo các mục tiêu trên, tất cả các bên cần nghiêm chỉnh tôn trọng và thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, một cách toàn diện và đầy đủ. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng cho rằng khu vực đang ngày càng chịu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. ASEAN cần thúc đẩy triển khai sáng kiến ASEAN về biến đổi khí hậu và xây dựng chương trình hành động ASEAN về biến đổi khí hậu. Đồng thời, ASEAN cần tiếp tục phối hợp và đóng góp cho hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và hội nghị lần thứ 7 các bên tham gia Nghị định thư Kyoto tại Nam Phi vào tháng 12 tới. Cũng trong ngày 8 tháng 5, bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 tại thủ đô Jakarta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp xúc song phương với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Indonesia đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN 18 và khẳng định Việt Nam tích cực ủng hộ Indonesia đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2011. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hai nước cần sớm ký chương trình hành động giai đoạn 2011-2014 để triển khai tuyên bố chung về quan hệ hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ 21. Đồng thời tăng cường các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo, trao đổi nghiên cứu khoa học để tăng năng suất lúa, không những đảm bảo an ninh lương thực của mỗi nước mà còn của cả khu vực. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, nhanh chóng hoàn tất quy tắc hướng dẫn về DOC và sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC.
Ngày 8 tháng 5, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 13 thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Hòa Bình đã tiếp xúc cử tri tại huyện vùng cao Kỳ Sơn. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cử tri nghe tóm tắt tiểu sử và dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên, tập trung vào những nhiệm vụ chính như giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong thẩm quyền, đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội. Cũng tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cử tri huyện Kỳ Sơn mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân giao phó, lắng nghe ý kiến của dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để báo cáo trình Quốc hội. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cam kết sẽ giải quyết triệt để những vấn đề còn vướng mắc và tồn tại trong thẩm quyền cho phép để xứng đáng là người đại biểu dân bầu. Dự kiến đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 đơn vị bầu cử số 1 sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri tại 4 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn, huyện Kim Bôi, huyện Đà Bắc đến hết ngày 12 tháng 5. Cùng trong ngày 8 tháng 5, đoàn giám sát kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Trung ương do đồng chí Huỳnh Đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn và các thành viên đã có buổi làm việc tại Bắc Ninh về nội dung giám sát kiểm tra công tác bầu cử. Cùng đi có bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Nhân Chiến đã báo cáo về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở địa phương. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa 13 được bầu ở tỉnh là 6 người, tổng số người ứng cử là 10 người, ứng cử ở hai đơn vị bầu cử. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 51 người, tổng số người ứng cử là 79 người. Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Trung ương đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Đồng chí Huỳnh Đàm đánh giá cao nội dung báo cáo các bước triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại địa phương. Đồng chí lưu ý, đây là đợt bầu cử đại biểu 4 cấp trong cùng một ngày, do vậy các cấp cần tập trung chỉ đạo toàn diện để tổ chức cuộc bầu cử thật sự tập trung và đạt kết quả cao nhất. Thực hiện tổ chức cuộc bầu cử an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các ứng cử viên được gặp gỡ tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng luật định. Các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức cuộc bầu cử gắn liền với việc thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để cử tri hiểu và nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm đối với cuộc bầu cử. Cùng với các địa phương trong cả nước, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương tập trung chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Phóng viên truyền hình Thông Tấn tại thành phố Đà Nẵng sẽ phản ánh không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại đây. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã cơ bản được hoàn tất. Danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu. Các đơn vị đã tổ chức niêm yết theo mẫu thống nhất, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và trang trọng. Hiện nay cái công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hòa Phong chúng tôi là đã triển khai và đến giờ này cũng là gần như là hoàn chỉnh về cái công tác mà nhân sự cũng như là công tác niêm yết danh sách thì sự tương tác những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên 10 khu vực bỏ phiếu của trên địa bàn toàn xã. Đến nay chúng tôi đã làm xong cái việc niêm yết danh sách cử tri và niêm yết cái danh sách và tiểu sử ứng cử viên của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Về cái vấn đề thẻ cử tri thì như vậy là cũng đã hoàn tất. Quá trình niêm yết thì có sự điều chỉnh, bổ sung. Và về công tác bảo vệ thì như vậy là có phân công cho cơ quan công an hàng ngày thì có đến các cái điểm niêm yết để kiểm tra. Công tác chuẩn bị bầu cử được thành phố Đà Nẵng ưu tiên là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2011. Thành phố đã thành lập Ủy ban bầu cử thành phố, hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 15 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thì cái việc còn lại của chúng tôi từ nay đến ngày bầu cử là chúng ta phải tổ chức tập huấn cho các tổ bầu cử cũng như là tập trung cho công tác tuyên truyền. Mà đây là thời gian này là thời gian trọng điểm công tác tuyên truyền. Đồng thời cũng phải xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo
có liên quan đến công tác bầu cử. Đà Nẵng có đặc thù là địa bàn rộng, cử tri đông, một số cử tri đi biển hoặc đi nơi khác làm ăn trong thời gian diễn ra bầu cử. Trước thực trạng này, các điểm bầu cử đã thông báo đến từng gia đình để đảm bảo tất cả mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử. Về mặt tuyên truyền, thứ hai về là lãnh đạo trong đảng viên, rồi đối với nhân dân, các đoàn thể, thì chúng tôi cũng tuyên truyền về cái luật bầu cử, rồi vận động bà con và thông gia. Tôi nói ví dụ trừ đơn gạt rồi tiếp tới xóa, nhưng mà từng tổ dân cư chúng tôi cũng quán triệt khi nào mà tiếp xúc ứng cử viên thì bà con phải đi cho đông đủ. Các cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đều được diễn ra dân chủ, cởi mở, thu hút được sự tham gia của đông đảo cử tri, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cử tri đối với các sự kiện trọng đại của đất nước. Qua công bố tiểu sử, trao đổi về chương trình hành động của các ứng cử viên cũng như tìm hiểu về các nội dung về vận động bầu cử, cử tri Đà Nẵng càng có cơ sở tin tưởng và phấn khởi lựa chọn những người có đủ đức đủ tài tham gia Quốc hội khóa 13. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với thành công của Hội nghị Thường niên các thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á lần thứ 44 vừa được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam đã để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo đại biểu quốc tế tham dự. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam thu hút hơn nữa sự quan tâm của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà báo Anthony Rowley của tờ Emerging Markets đã từng tham dự các hội nghị thường niên ADB tại nhiều nước. Tại hội nghị lần này, bên cạnh việc chú ý tới những vấn đề trọng tâm của khu vực và thế giới được đưa ra thảo luận, ông Rowley cũng đặc biệt chú ý tới các vấn đề kinh tế của Việt Nam. Ông cho rằng, mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng Việt Nam vẫn là một trong những thị trường đầy hấp dẫn. Việt Nam là một nền kinh tế phát triển khá nhanh và thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Qua sự kiện lần này, Việt Nam đã khẳng định được vị thế trong khu vực cũng như trong các cơ chế hợp tác với các đối tác phát triển. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều doanh nghiệp biết đến và tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, các thông tin về môi trường đầu tư, về các lĩnh vực đầu tư của Việt Nam vẫn cần được tiếp nhận một cách dễ dàng hơn. Hàng trăm nhà báo trong và ngoài nước tại hội nghị lần này đã có vai trò quan trọng trong việc phân tích và truyền tải những thông điệp ý nghĩa của hội nghị đến công chúng. Trong bối cảnh các dòng vốn đang suy giảm và biến động, thì ADB hay các định chế tài chính khác có vai trò ngày càng quan trọng hơn. Vì vậy, rất có ý nghĩa khi đại diện chủ tịch của G20, Bộ trưởng Tài chính Pháp cùng với đại diện Nhật Bản, Ấn Độ, Phó Giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã cùng thảo luận về vấn đề làm thế nào để quản lý các dòng tiền hiệu quả hơn. Tại hội nghị lần này, tôi cũng rất ấn tượng với sự kiện Ngày Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam để cung cấp thông tin cập nhật về các lĩnh vực kêu gọi đầu tư của Việt Nam. Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 cũng thu hút sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp trên thế giới, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Nhiều doanh nghiệp lần đầu tới Việt Nam nhưng đã nhận định Việt Nam là một thị trường ưu tiên để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư tại châu Á. So sánh với nhiều hội nghị mà tôi đã từng tham dự, như hội nghị tại Uzbekistan, Thái Lan và cả Ấn Độ, thì hội nghị lần này ở Việt Nam đã được tổ chức tốt hơn với nhiều chủ đề liên quan tới sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, thông qua hội nghị lần này, tôi đã có được nhiều hiểu biết hơn về Việt Nam. Tôi đã có vài trao đổi với các đại diện ngân hàng ở Việt Nam và tôi đang xem xét tới việc sẽ mở một văn phòng đại diện tại đây. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự hội nghị thường niên ADB và cũng là lần đầu tiên tới Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với thành phố Hà Nội, với con người và văn hóa nơi đây. Sau dịp này, chúng tôi sẽ vào Đà Nẵng để thảo luận một vài dự án. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tiềm năng về kinh tế, Việt Nam còn tạo được dấu ấn tại hội nghị lần này qua những nét đẹp văn hóa, sự mến khách và phục vụ chu đáo. Đây là nền tảng để Việt Nam tạo dấu ấn đậm nét trong lòng gần 4.000 đại biểu tham dự hội nghị thường niên lần này.